Phật. Dạ Nam Dạ. Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của chị Diệu Thành và chúng con kính mời An Mỹ chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin lão cư sĩ từ bi giảng giải cho chúng con. Đạo tràng chúng con là những đạo tràng cộng tu niệm Phật từ mấy năm, nhưng đã được mấy năm nhưng vì kinh nghiệm hộ niệm của chúng con còn rất là yếu kém. Nhờ từ lúc chúng con vào Zoom được nghe lão cư sĩ chỉ dạy về cách khai thị, khuyến tấn và gỡ giải những vướng mắc cho người bệnh cũng như gia đình của người bệnh, chúng con đã ngộ ra được rất nhiều. Trên đường Zoom, chúng con có thấy có mấy ban hộ niệm đi hộ niệm rất thành công, giúp cho không biết bao nhiêu người ra đi để lại thoại tướng bất khả tư nghị, mà những ban hộ niệm đó vẫn còn vào Zoom theo lão cư sĩ diệu âm tu học. Điều này làm cho chúng con rất là kính phục trong lòng, và chúng con cũng rất là mong muốn được học thêm kinh nghiệm hộ niệm và lòng cung kính chân thành của các bạn trong hai ban hộ niệm đó. Chúng con rất mong muốn được cả hai ban hộ niệm tiếp nhận giúp đỡ cho chúng con, nhưng vì chúng con mong muốn được học tập cả hai ban hộ niệm một lúc, như thế thì có ảnh hưởng gì không tốt cho các ban hộ niệm không ạ? Và chúng con có nên học tập ở cả hai ban hộ niệm không? Chúng con xin thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con, và chúng con cũng xin thầy nhắn nhủ các bạn với các ban hộ niệm, xin các bạn phát tâm giúp đỡ chúng con để chúng con được vững vàng hơn về hộ niệm, để chúng con cũng sẽ tiến đưa được thêm những người vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin thành tâm tri ân lão cư sĩ ạ. A Di Đà Phật. Nếu thực sự có nhiều ban hộ niệm làm đúng chánh pháp thì ta học bao nhiêu ban hộ niệm vẫn có lợi. Cái điều mà nói ở đây là chư vị cẩn thận là thực sự là những ban hộ niệm chánh pháp thì tất cả đều như nhau, không có cái gì khác nhau hết. Có người nói vui, ta học cách vui của người ta. Có người nói nghiêm, ta học cách nghiêm của người ta. Quan trọng là tự mình nghiên cứu hộ niệm. Khi mà chư vị hiểu thấu pháp hộ niệm rồi thì đối với một ban hộ niệm đang hộ niệm cho người ta, chúng ta biết liền nếu đó là những ban hộ niệm chánh pháp. Chúng ta có quyền học không những hai ban mà chúng ta học năm ban hộ niệm cũng được, có sao đâu. Nhưng mà nếu thấy một người nào đó làm không đúng chánh pháp thì chúng ta phải đặt vô hỏi hoặc là đem lên đây hỏi, à người đó làm như vậy có đúng chánh pháp không. Ví dụ như một ban hộ niệm nói là ăn hành tối cũng được không sao, nghe người ta nói như vậy thì mình đặt vô hỏi câu này có đúng hay sai. Ví dụ như gia đình người ta sát sanh hại vật, chuẩn bị heo bò gì đó làm cỗ để mà tết đại, mình thấy ban hộ niệm kia không có một lời khuyên nào mà còn ủng hộ nữa, rõ ràng ban hộ niệm này làm không đúng chánh pháp. Rất dễ cứ lấy cái quy luật hộ niệm ra mà soi chiếu thì chúng ta biết được cái ban hộ niệm nào làm chánh pháp. Nếu họ làm chánh pháp thì chúng ta kết hợp hai ba ban, cũng giống như nhiều cái ban hộ niệm nhiều quá người ta chia làm 70-80 ban hộ niệm nhỏ nhỏ, tuy nhiều nhưng mà một quan trọng là chư vị tự nghiên cứu phương pháp hộ niệm để chúng ta soi chiếu người nào niệm đúng ta quyết định kết hợp càng đông càng vui, càng đông càng mạnh. Nếu họ làm không đúng thì chúng ta A Di Đà Phật, thẳng thẳng đã đừng nên tham gia. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ và